Vâng, xin chào mừng các bạn lại đến với kênh YouTube của Nguyễn Văn Thảo ha. Và tiếp tục chuỗi video, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách để chúng ta hiểu sử dụng cái hiệu ứng đó là khung ha, trong tạo một cái thiết kế mặt cắt như thế nào ha. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì hãy ấn vào nút follow cũng như ấn vào nút chuông hoặc là like video của mình để chúng ta sẽ cùng nhau tương tác, giúp nhau tiến bộ trong cái việc là sử dụng hiệu quả Canva được không ạ? Ok, chúng ta sẽ vào với lại hướng dẫn nha. Rồi, như thường lệ là bạn thấy đây là cái màn hình của mình đúng không ạ? Và đây là có một cái khung. Thì để tìm kiếm khung như thế này thì các bạn chỉ cần vào element này, gõ cái frame ở đây thôi. Và đối với Canva thì nó có rất là nhiều khung để chúng ta có thể để ảnh. Ví dụ như đây các bạn thấy đây là khung của điện thoại này, đó, màn hình này, đây của sách này, thậm chí là sách đúng không ạ? Và chúng ta kéo xuống thì có rất là nhiều dạng, có thể là dạng chữ nữa này. Thì cái khung này thì các bạn hãy kéo xuống đây và các bạn thấy một cái khung như thế này, các bạn chỉ cần chọn như thế này thôi ha. Sau đó mình sẽ kéo cho nó gọi là nó về gần khu cái chức năng của mình luôn. Đó, như vậy là có một cái khung này ha. Và để tiếp tục thì mình sẽ đưa một bức ảnh vào, thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một cái bức ảnh đây, chụp như đây ha. Đó, chúng ta thấy một bức ảnh đây, nếu chúng ta kéo thì nó sẽ vừa vặn với khung của chúng ta luôn ha. Đó. Và khi mà mình kéo vào khung thì để bắt điểm nó dễ hơn thì chúng ta sẽ bật cái hiệu ứng bắt điểm lên và tạo cái thước ha. Đây mình sẽ tạo cái thước này. Đây là không đúng không ạ? Điểm, điểm cuối cùng đây là 59.4. Điểm này đây là đây mình sẽ tạo thôi. Xóa cái này đi. Ok, điểm này ở đây là 1.2. Điểm này ở đây là 40.8. Ok, như vậy. Rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đưa cái bức ảnh chúng ta sang. Sau đó chúng ta sẽ đổi màu cho nó ha. Ví dụ như bức ảnh này, mình sẽ ấn vào Effect. Sau đó mình sẽ đổi thành một cái màu khác ha. Ví dụ như là cái màu hơi xanh một chút đi các bạn. Click vào. Đó, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh một chút về cái hiệu ứng ở đây. Rồi mình sẽ ấn vào Apply ha. Rồi, tiếp đó mình sẽ đưa vào khung chúng ta, khung đầu tiên này. Đó. Và để điều chỉnh cho nó phù hợp thì mình sẽ click vào khung, sau đó mình sẽ kéo nó ra cho nó khớp luôn ha, khớp với cái khung của mình luôn. Đó, cho nó khớp với cái khung luôn. Đó, như vậy là các bạn thấy khớp rồi đúng không ạ? Tiếp theo nữa, cái ảnh thứ hai này nữa đúng không ạ? Thì mình có thể cũng sẽ tạo cái hiệu ứng của nó. Đây, mình sẽ dùng cái hiệu ứng khác cho nó nổi bật lên ha. Chúng ta có thể dùng những hiệu ứng này hoặc là dùng filter đây luôn này. Ví dụ như đây là Summer đúng không? Nó nổi lên rồi. Thì mình có thể click vào luôn. Đây, mình sẽ Intensive đây luôn. Đó, cho nó sáng lên. Rồi, sau mình click đúp vào đây, mình sẽ lại hiệu chỉnh như vậy ha, kéo lên. Kéo lên làm sao mà cho nó trùng với khung của chúng ta. Đó. Rồi, hai khung trùng nhau, cái ảnh nhất và hai trùng nhau thì nó sẽ không bị mờ nữa. Click người. Đó, là cái thứ hai ha. Rồi, tiếp tục cái thứ ba. Chúng ta sẽ làm gì đây? Mình sẽ để ở đây luôn. Sẽ click vào đây. Sau đó mình sẽ vào một cái hiệu ứng. Ví dụ như là các hiệu ứng CO đi các bạn, hiệu ứng này ha. Màu này. Đó, chúng ta sẽ vào đây chỉnh cho nó sáng sáng dễ nhìn một chút. Apply. Rồi chúng ta lại tiếp tục làm như vậy. Làm như vậy ha cho đến cái khung thứ 8, thứ 6, thứ 6 khung. Đó. Ta chịu khó một chút ha. Rồi như vậy trùng rồi đúng không ạ? Click ra ngoài. Đó, như vậy chúng ta đã có một cái khuôn mặt cắt rồi đúng không? Tiếp nữa mình là cứ tiếp tục. Lúc này là mình sẽ làm một cái màu khác, màu xanh nữa đi ha. Mình có thể đổi màu lại được nhưng mà màu đỏ đi. Pha cách đi một chút các bạn ạ. À.
mình sẽ ấn vào cái độ apply luôn, click nút vào đây rồi đợi chút cho nó phân giải đó. Theo nhé ha, chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Click nút vào đây. Ok, mình sẽ chặn effect. Cái ứng đậm đậm một chút, các bạn thấy quả cam này đúng không? Thôi mình để nguyên bản đi. Có cái quả cam rất là hay. Đó. Kéo lên. Đó, kéo lên ha. Rồi. Hơi bị mờ một chút rồi các bạn. Mờ là do một bức ảnh ở đó nó đã không khít vào khung của chúng ta này. Đó. Rất là hay ha. Rồi, hiệu ứng tiếp theo, hiệu ứng này thì mình sẽ chọn một cái màu khác đi. Từ đây. Click vào đấy. Effect. Chọn một cái màu khác đi ha. Rất là hay. Các bạn chúng ta dùng cái hiệu ứng này thì rất là hay ha. Đó, mình lại cứ tiếp tục làm như vậy. Apply. Chúng ta sẽ ấn ra ngoài chút cho nó phân giải. Đó, rất là dễ ha. Rồi, kéo lên. Đó, chúng ta kéo lên ha. Đó. Đó, như vậy chúng ta đã có một cái hiệu ứng rất là hay ha. Rồi, cái ảnh này thì mình cảm thấy chưa được lắm thì mình sẽ kéo cô ấy sang rồi để lên một lớp khác. Đó, đây là một lớp khác ha. Đây có rất là nhiều màu khác nhau. Đây, những cái màu này chẳng hạn. Đó. Rồi mình sẽ click nút vào đây. Kéo to ra ha. Đó. Như vậy là chúng ta đã có một bức ảnh rất là hay ha. Còn cái này thì có vẻ nó không khớp lắm thì mình sẽ chỉnh lại chút cho các bạn thấy là nó sẽ khớp ngay thôi. Đây cái bức này thì có vẻ nó không khớp. Rồi. Đó, như vậy là rất ok ha. Và cái ảnh nền chúng ta nó đã bị cắt bởi cái ảnh nền thì mình sẽ lấy cái ảnh nền này. Sẽ chọn một cái màu khác, ví dụ thử một cái màu này được không? Đó, màu đen này thì nó có chiều sâu hơn ha. Đó, như vậy là chúng ta đã làm được một cái bức ảnh rất là độc đáo hả các bạn ha. Đây, cắt hết cái này đi, các bạn nhìn. Bây giờ mình sẽ tải xuống cho các bạn thấy ha. Mình sẽ tải về dạng PNG để chúng ta kiểm tra kết quả. Trang thứ 3, done. Download. Rồi, ta làm rất là nhanh đúng không ạ? Cùng một công thức thôi nhưng mà đây là một cách rất là hay cho chúng ta làm những cái ảnh nghệ thuật. Đây. Mình làm nhanh nên là mình có thể là cái màu nó chưa được chuẩn lắm. Các bạn có thể phối lại cho nó bắt mắt nhất có thể. Ok các bạn, đây ạ. Vâng, các bạn thấy không ạ? Rất là hay ha. Một bức tranh rất là đầy đặn nhưng mà nó có đủ màu sắc luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn ha. Ok. Rồi, nếu các bạn xem đến đây thì hãy like video của mình và ấn follow của kênh ha. Và có cái góp ý nào cũng như là nếu mà các bạn chưa làm được thì hãy comment xuống phía dưới để mình có thể hỗ trợ cho các bạn được tốt nhất ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.